Rồi, hôm nay là sẽ xử lý cốt 7 nha. Thì sau khi kiểm tra hết rồi thì phát hiện là xe báo cốt 7. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo cái cảm biến vị trí bấm ga nha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đo về điện áp của ở đây nó có 3 dây nè. Đây có 3 dây nè. 3 dây nha. Dây vàng, dây đỏ và xanh sọc trắng. Bây giờ chúng ta sẽ dây màu vàng trước, điện áp của nó là 5V. Mở công tắc điện động cơ trước nha. Đó, 5V, quay đồng hồ nha. Đó, 5V. Rồi, sau đó là sẽ đo cái dây mát là xanh sọc trắng. Thì chúng ta sẽ trở đầu lại nha. Cực dương thì ở bình mà cực âm là ở đây, cái này khoảng 11V. 11 với 12V, quay đồng hồ là 12V. Rồi xong. Sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái vị trí bấm ga. Ở đây mình không có rắc cho nên là mình ghim cây kim rút vào cái chân của cái dây đỏ nha. Chân cái dây đỏ thì lúc này sẽ chỉnh cái vị trí bấm ga nha. Nới hai con ốc rồi chúng ta sẽ đo là 0,4V, đây đồng hồ à, 0,49V và khi lên ga 4,15, mở hết vị trí bấm ga là 4,15. Như vậy là đúng. Thì ở đây cũng nói thêm, cái vị trí bấm ga này á, đúng với nhà chế tạo là họ đã niêm phong rồi, không cho chúng ta là điều chỉnh nữa. Nhưng mà gì á, ở đây Việt Nam tất cả đều phải điều chỉnh, cho nên là tháo hai con cái bơm bê đó lại và chơi hai con tám, thì điều chỉnh lại trong phạm vi từ 0,4V đến 4,1V, 0,49V đến 4,1V. Thì mình đã điều chỉnh xong. Mình đã điều chỉnh xong rồi. Điều chỉnh xong cái vị trí bấm ga rồi. Thì bây giờ short code. Công tắc xe em ba đi. Rồi sau khi chúng ta short code xong, cái này là sơ thôi các bạn, các bạn hữu, là mình đã cân chỉnh hết rồi, bây giờ mình chỉ nói sơ qua vậy thôi. Và bây giờ sẽ lên nổ máy nè. Xóa code xong rồi, bây giờ lên nổ máy. Đó,
Như vậy là xử lý xong cốt 7. Xử lý xong cốt 7. Có thể là video quay nó không được rõ lúc mà cái thao tác đo chỉnh cái vị trí bướm ga, nó không được rõ lắm, thông cảm. Cảm biến này không có hư nha các bạn, cảm biến này chỉ chỉnh lại thôi. Mà nó báo có 7 là do tiếp xúc không tốt, tiếp xúc cái chân không tốt. Mình sẵn đó là mình canh lại luôn, tại vì cái bướm ga này là đã thay rồi chứ không phải là zin theo cái hộp ga. Ok rồi, xin chào.